Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh Thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin với một chiến công đẹp mắt của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, những người điều hành trung tâm hoạt động đặc biệt hàng hải số 73 của lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng HIMARS mát để nhắm vào những kẻ xâm lược đang xây dựng công sự. Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt SOF. Trong hoạt động trinh sát ở hướng Nam, SOF phát hiện quân địch đang xây dựng các công sự và trạm kiểm soát mới. Người điều khiển truyền tọa độ tấn công cho đơn vị pháo binh hỏa tiễn và điều chỉnh hỏa lực về phía vị trí địch. Được biết, hậu quả của cuộc tấn công là 14 quân nhân Nga thiệt mạng và 7 người bị thương. Được biết, việc phát hiện mục tiêu và điều chỉnh pháo binh được thực hiện bởi máy bay không người lái trinh sát sát của Ukraine. Gần đây, Milly báo cáo rằng những người điều hành trung tâm điều hành đặc biệt phía đông đã nhắm mục tiêu HIMARS vào hệ thống gây nhiễu điện tử R330Z Gtel ở vùng Zaporizhia. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, có thông tin cho biết, cũng tại khu vực Zaporizhia, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã giúp tiêu diệt hệ thống phòng không bớt của Nga. Hệ thống này được khai triển tại hiện trường để làm nhiệm vụ chiến đấu nhưng không có khả năng phát hiện và bắn hạ máy bay không người lái trinh sát của Ukraine. Các xạ thủ Ukraine phá hủy hệ thống phòng không bớt chỉ cần sử dụng một hỏa tiễn GMLRS được bắn từ HIMARS. Trước đó, ngày 12 tháng 3, lực lượng tác chiến đặc biệt đã báo cáo về việc phá hủy 9A310 Tela hoặc 9A39 Tel của hệ thống phòng không bớt M1 của địch. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 4 dẫn lại một bài viết đăng trên cổng thông tin Unheard của Anh đề cập tới việc các nước châu Âu chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Trong bài viết này, ông Edward Ludwig, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết các nước NATO với đại diện là Anh, Pháp và các quốc gia Bắc Âu đang bí mật chuẩn bị đưa quân tới quốc gia đang bị xâm lược để ngăn chặn việc Nga giành chiến thắng trong lúc Kyiv đang thiếu đạn dược các nước NATO sớm buộc phải gửi binh sĩ tới Ukraine, nếu không họ sẽ phải thừa nhận một thất bại. Ông Ludwig nói, theo lời vị cố vấn, Pháp, Anh cùng các nước Bắc Âu đã chuẩn bị đưa các đơn vị hậu cần và tinh nhuệ của họ tới Ukraine. Xong, ông lưu ý rằng các binh sĩ NATO không nhất thiết tham chiến trực tiếp ở chiến tuyến mà có thể thực hiện công việc bảo đảm sửa chữa, khôi phục thiết bị ở hậu phương cũng như huấn luyện quân nhân Ukraine để tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào các hoạt động chiến đấu. Trong khi đó, cựu cố vấn ngũ giác đài, đại tá Douglas Mark Rizor cho rằng Pháp có thể gửi hơn 7.000 quân tới Ukraine. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp không loại trừ khả năng các nước phương Tây sẽ gửi quân tới Ukraine. Tới ngày 1 tháng 4, khi trả lời phỏng vấn báo Die Press của Áo, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur bất ngờ cho biết tất cả quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự hiện diện ở Ukraine. Thực tế, mọi quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự ở Ukraine, chẳng hạn như các tùy viên quân sự hoặc những người thỉnh thoảng đến Ukraine. Ông Befko nói, đồng thời đề cập rằng ý định điều quân mà Tổng thống Macron đề cập chủ yếu nhằm hỗ trợ Ukraine đào tạo nhân lực. Ông cho biết thêm rằng các quan chức quốc phòng phương Tây đang lên kế hoạch thành lập các trại huấn luyện ở Ukraine nhằm tránh các vấn đề liên quan đến biên giới và đẩy nhanh quá trình chuẩn bị. Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo trước mắt Pháp có thể đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tại Ukraine ngay trong tháng 4 này. Chúng tôi đã nắm được thông tin mới về việc Pháp đang chuẩn bị đưa quân tới Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân đoàn nước ngoài của Pháp vào đầu tháng 3 đã phê duyệt việc thành lập một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, quân số khoảng 1.500 người. Hãng thông tấn AP cho biết thêm rằng, trong ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecourneau, đánh dấu lần liên lạc đầu tiên theo phương thức này giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 10 năm 2022. Trong cuộc điện đàm, ông Shoigu đã cảnh báo Pháp chớ đưa quân tới Ukraine. Nếu tiếp tục thực hiện các tuyên bố về việc khai triển quân, Paris sẽ tự mang lại rắc rối cho chính mình. Thưa quý vị, liên tục đẩy lùi những đợt tấn công của quân xâm lược là điểm sáng của Ukraine trên chiến trường trong những ngày qua. Được biết, chương trình Deep State UA của Ukraine vừa công bố một đoạn video quay cảnh quân đội nước này nã hỏa lực phủ đầu nhằm đẩy lùi một nỗ lực tiến công của binh lính Nga ở vùng Donetsk. Theo thông báo của Pravda Ukraine, Deep State UA là một dự án phân tích nhằm cung cấp thông tin về diễn biến cuộc chiến Nga-Ukraine thông qua bản đồ tương tác trực tuyến của các vụ giao tranh. Trong thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 3 tháng 4, các chuyên gia phân tích của Deep State UA viết, một video khác quay cảnh các máy bay chiến đấu của lữ đoàn dù Sea số 25 với sự yểm trợ của lữ đoàn biệt kích Olesa Dovbush số 68 đã đẩy lùi cuộc tấn công của người Nga ở phía tây khu vực Tanenki thuộc Donetsk. Hành động hiệu quả của những người điều khiển hỏa tiễn chống tăng và vận hành bệ phóng hỏa tiễn di động Javelin rất đáng chú ý. Theo Deep State UA, các báo cáo ban đầu cho thấy phía Nga đã có huy động khoảng 50 khí tài và phương tiện khác nhau tham gia vụ tiến công này theo nhiều đợt. Tuy nhiên, khoảng 20 khí tài và phương tiện như vậy đã bị phá hủy do vấp phải hỏa lực ngăn chặn của các lực lượng Kyiv. Trước đó, trong ngày, lữ đoàn dù Sijeslav số 25 của Ukraine đã cho đăng một đoạn video tương tự đưa tin về việc phá hủy 4 xe tăng và hai xe chiến đấu bộ binh của Nga ở khu vực tiền tuyến miền Đông, các chuyên gia phân tích của Deep State UA lưu ý, sự việc mới cho thấy các lực lượng Moscow có đủ nguồn lực để gây áp lực liên tục. Điều đó đặc biệt gợi nhắc việc người Nga từng khai triển toàn bộ sư đoàn xe tăng 90 trong các cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka. Deep State đánh giá tình hình ở tiền tuyến hiện vẫn còn rất khó khăn với Ukraine do quân Nga không ngừng gia tăng áp lực. Thưa quý vị, Mở đầu bản tin ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ trong ngày thứ 771 của cuộc chiến. Theo đó, đoạn phim mới xuất hiện cho thấy một máy bay không người lái Kamikaze góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine đã quét sạch một tòa nhà do Nga nắm giữ bằng cách sử dụng đạn nhiệt áp. Đoạn phim được lan truyền rộng rãi trên mạng và được cho là của lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine dường như cho thấy một máy bay không người lái có chất nổ do Ukraine vận hành đã lao vào một tòa nhà một tầng qua cửa sổ trước khi một vụ nổ xét toạt cấu trúc đó. Được biết điều này diễn ra trong bối cảnh Kyiv đang tìm kiếm những cách mới để tiếp tục tấn công khi cơn đói đạn pháo tàn phá một phiên bản dài hơn của clip do lữ đoàn cơ giới số 28 đăng tải, hiển thị cảnh quay từ máy bay không người lái FPV hướng tới cấu trúc trước khi các nguồn cấp dữ liệu từ một máy bay không người lái khác. Vũ khí nhiệt áp đã được sử dụng trong suốt cuộc chiến, tạo ra nhiều vụ nổ có sức tàn phá lớn hơn so với vụ nổ do vũ khí thông thường máy bay không người lái fpv là nền tảng cho nỗ lực phát triển máy bay không người lái của ukraine và cuộc đua phát triển các phương tiện không người lái nhanh hơn tốt hơn và với số lượng cao hơn nga chúng có thể được sử dụng để ghi lại những thức phim ấn tượng về chiến trường nơi máy bay không người lái di chuyển về phía các phương tiện của nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh Chuyên gia quân sự và vũ khí David Hamlin nói, thật khó để tổng hợp các con số, nhưng chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều cuộc tấn công bằng FPV nhiệt áp khi Ukraine sản xuất chúng với số lượng lớn. Ukraine có thể sử dụng máy bay không người lái chính xác với hiệu ứng nổ lớn để bù đắp tình trạng thiếu pháo khi tấn công các vị trí phòng thủ của Nga, Hamlin nói. Pháo binh và đạn dược để duy trì hoạt động của hệ thống này là một phần quan trọng trong cuộc chiến trên bộ, kéo dài hơn 25 tháng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho biết, các hoạt động của Ukraine đã bị hạn chế do nạn đói đạn pháo khi lực lượng Nga tiến về phía Tây. Các chiến binh của Kyiv được cho là đã bắn khoảng 1 phần 5 số đạn mà quân đội Nga có thể sử dụng. Ukraine đang chuyển sang các chiến thuật mới như sử dụng đầu đạn nhiệt áp trên máy bay không người lái để cố gắng thu hẹp khoảng cách, Hamlin nói. Ông nói thêm rằng, đầu đạn nhiệt áp là vũ khí được lựa chọn để tấn công quân đội trong các bon ke, chiến hào và các tòa nhà. Tuy nhiên, Nga dường như chưa ra mắt đầu đạn máy bay không người lái nhiệt áp, Hamlin nói. Bên cạnh đó, Moscow tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng, thực tế mới và tính đến lợi ích của Nga. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với trưởng các phái đoàn ngoại giao tại Moscow ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và bảo đảm an ninh cho nước này ông nhấn mạnh nhưng đàm phán đó chỉ diễn ra dựa trên những điều kiện bình đẳng và trước tiên phải dựa trên thực tế mới dựa trên lợi ích an ninh của nga đánh giá về các đề xuất hòa bình mà các nước đưa ra ngoại trưởng lavrov cho rằng đề xuất của trung quốc là hợp lý nhất cho đến nay điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đề xuất của trung quốc dựa trên phân tích lý do cho những gì đang xảy ra và sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này đề xuất đó được cấu trúc từ cái chung đến cái cụ thể Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4 tháng 4 cho biết, nhà ngoại giao Nga cũng nói thêm kế hoạch này bị chỉ trích là mơ hồ, nhưng đây là một kế hoạch hợp lý. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, Nga tiếp tục hoan nghênh các ý tưởng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm giải quyết cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong số các đề xuất mà Bắc Kinh đưa ra, có việc các bên cần tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, ngừng hành động thù địch, nối lại hòa đàm. Bản đề xuất của Trung Quốc cũng nhấn mạnh tất cả các bên nên hỗ trợ nga và ukraine đi cùng một hướng, nối lại đàm phán trực tiếp càng sớm càng tốt để từng bước xoay dịu tình hình và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Ngoài ra, Trung Quốc tin rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương và gây sức ép tối đa của phương tây không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại chỉ kéo theo những vấn đề mới. Đề xuất cũng nêu rõ việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Bản kế hoạch nêu rõ, đối thoại, đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình đó. Trong khi Nga ủng hộ đề xuất của Trung Quốc, phương Tây tỏ ra không mặn mà. Giới chức Ukraine tuyên bố, công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky cần được coi là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Công thức này yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Thụy Sĩ cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình dựa trên kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, Moscow cho biết sẽ không tham dự hội nghị kể cả được mời. Moscow cũng nêu quan điểm, bất cứ hội nghị nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa ngoại trưởng nga lavrov nhấn mạnh việc thảo luận giải quyết chiến tranh ukraine dựa trên công thức hòa bình của tổng thống zelensky là lãng phí thời gian trí tuệ một cách vô nghĩa moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên các thực tế mới nói cách khác là ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào nga Trong một diễn biến liên quan, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm đã lên tiếng phản đối viễn cảnh quân NATO được khai triển ở Ukraine, nói rằng binh lính của nước ông nên được trao phần thưởng tối đa khi tiêu diệt binh lính của liên minh này. Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh thân cận của tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đưa ra bình luận này trên X, trước đây là Twitter, trong khi thảo luận về khả năng NATO cử quân nhân đến dọn phòng và tổ chức ở Ukraine. NATO vẫn chưa đưa quân tới Ukraine và người đứng đầu khối Jens Stoltenberg đã bác bỏ ý kiến cho rằng một hành động như vậy sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm thứ Tư, ông Stoltenberg kêu gọi các ngoại trưởng NATO lên kế hoạch hỗ trợ quân sự lâu dài cho Kyiv. Điều này sẽ bao gồm hỗ trợ và đào tạo về an ninh, cũng như tham gia nhiều hơn vào việc phối hợp cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thu hút sự chú ý của quốc tế vào tháng 2 sau khi ông nói rằng ông không thể loại trừ khả năng binh lính phương Tây cuối cùng sẽ được gửi đến Ukraine. Macron đã rút lại quan điểm này vài ngày sau đó, nhưng kể từ đó ông nói rằng chủ đề khai triển quân đội phương Tây để hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga là không nên bị giới hạn. Medvedev nói rõ rằng bất kỳ binh sĩ NATO nào trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị quân đội Nga coi là kẻ thù thông điệp của quan chức điện kremlin sau đó trở nên gây gắt hơn gọi các nhà lãnh đạo nato là những kẻ hoàn toàn trơ trẽn coi cả thế giới là những kẻ ngu ngốc sau một số lời lăng mạ tục tiểu medvedev khẳng định binh sĩ nato sẽ trở thành một phần của lực lượng chính quy hiện đang chiến đấu chống lại nga do đó ông nói rằng họ chỉ có thể bị đối xử như kẻ thù và không chỉ là kẻ thù mà còn như những kẻ trừng phạt của hitler và chỉ có thể có một quy tắc duy nhất cho những kẻ cháy rận ở nước ngoài này không bắt tù binh và đối với mỗi chiến binh nato bị giết bị nổ tung hoặc bị đốt cháy thì phải có mức thưởng tối đa cho binh sĩ nga và không được trả lại thi thể của họ để người thân ở nước ngoài đau khổ mẹ đẹp nổi tiếng với việc đưa ra những tuyên bố kích động thường liên quan đến lời đe dọa chiến tranh hạt nhân khi bình luận về bình luận của Macron về việc khai triển quân đội phương Tây tại Ukraine, Medvedev cảnh báo rằng Nga không còn ranh giới đỏ nào cho Pháp. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine chắc chắn sẽ trở thành thành viên của NATO và liên minh đang mở đường cho điều này. Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó và tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước, Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu ngày 4 tháng 4, nhà ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, các đồng minh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm Ukraine có những gì cần thiết để tiếp tục đối phó với Nga. Khẳng định trên được đưa ra sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra ngày 3 và ngày 4 tháng 4 tại Brussels, Mỹ. Tại cuộc họp báo chung, người đồng cấp Ukraine Demitro Kuleba nói Ukraine xứng đáng trở thành thành viên NATO và việc kết nạp diễn ra càng sớm càng tốt. Ông cũng hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê chuẩn gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ đô la cho Kyiv. Gói viện trợ đã bị đình trệ nhiều tháng qua do sự phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Các nghị sĩ này cho rằng Mỹ nên ưu tiên ngân sách để giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh biên giới. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kyiv càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi chiến sự với Nga nổ ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt liên minh này khẳng định chắc chắn sẽ kết nạp Kyiv, nhưng mặt khác nêu rõ Kyiv chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn chiến tranh. Nếu được kết nạp, Ukraine sẽ được bảo đảm an ninh theo điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO. Điều khoản này quy định, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công đe dọa cả liên minh, NATO có quyền đáp trả tập thể. NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, trong đó thành viên mới kết nạp là Phần Lan và Thụy Điển. Trong một diễn biến liên quan khác, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters ngày hôm qua cho biết đảo quốc thái bình dương này sẽ sớm có một thỏa thuận đối tác mới với nato new zealand cam kết hợp tác với các đối tác nato để đóng góp cho an ninh tập thể chẳng hạn như thông qua việc hỗ trợ khả năng tự vệ của ukraine ông winston peters phát biểu sau cuộc họp với các ngoại trưởng nato theo ông peters kết quả của cuộc chiến ở ukraine sẽ có tác động lớn đến an ninh toàn cầu và đó là lý do tại sao new zealand phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phần việc của mình New Zealand đang đàm phán về một hình thức hợp tác mới với NATO khi liên minh này chuyển tất cả các thỏa thuận hợp tác sang một mô hình mới gọi là chương trình đối tác được thiết kế riêng. Ông Peters nói, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận hợp tác này trong những tháng tới. Nga ngày nay bếp bát đến mức nào? Chỉ cần nhìn vào người giàu nhất nước này trong năm vừa qua là sẽ rõ, Forbes đưa tin ông chủ chợ rượu, tức người sáng lập chuỗi cửa hàng Krasno and Bilov, Sergei Studenikov đã trở thành doanh nhân Nga giàu nhất trong một năm. Trong năm qua, tỷ phú 57 tuổi đã giàu hơn 113%, tài sản của ông hiện ước tính khoảng 3,2 tỷ Mỹ Kim. Chủ chuỗi bán lẻ trở thành người Nga duy nhất có thể tăng gấp đôi số vốn của mình sau khi nhu cầu về rượu trong nước tăng mạnh. Theo Cơ quan Quản lý Thị trường rượu và thuốc lá liên bang, năm ngoái, người Nga đã mua 229,5 triệu decilit, 2,3 tỷ lít đồ uống có cồn mạnh, một khối lượng kỷ lục theo thống kê mọi thời đại. So với năm 2022, doanh số bán rượu mạnh tăng 4,1%, tương đương gần 100 triệu lít. Vị trí thứ hai trong danh sách những doanh nhân gia tăng tài sản thuộc về chủ cũ của công ty luyện kim ống TMK và tập đoàn Shinada Dmitry Pompiansky ông đã trở nên giàu hơn 94%, số vốn hiện tại được ước tính khoảng 3,3 tỷ đô la. Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là chủ sở hữu chính của tập đoàn đầu tư khu vực Sergei Sudarikov, người đã trở nên giàu hơn 80%, giá trị tài sản ròng hiện tại là 1,8 tỷ đô la. Như câu nói kinh điển của nhân vật Red Butler trong cuốn Theo chiều gió rằng, chiến tranh và sự sụp đổ của một quốc gia là cơ hội vàng để làm giàu. Forbes ước tính chỉ trong một năm, 64 doanh nhân lớn của Nga đã tăng được khối tài sản của mình, tổng cộng họ trở nên giàu hơn thêm 68,5 tỷ đô la. Số lượng tỷ phú đô la ở Nga tăng từ 110 lên 125 người trong năm, đây trở thành con số cao nhất trong lịch sử danh sách doanh nhân giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của những người Nga tham gia xếp hạng tăng 14% và lên tới 576,8 tỷ đô la. 19 người Nga lần đầu tiên được đưa vào danh sách Bất chấp cơ hội kiếm chắc như vậy, thì có ít nhất 7 tỷ phú đã từ bỏ quốc tịch Nga vào năm ngoái. Trong số đó có đối tác cũ của Usmanov, tỷ phú Vasily Anisimov, tài sản rộng 1,6 tỷ đô la, người sáng lập và chủ sở hữu chính của Freedom Holding Timur Trulov, giá trị tài sản rộng 2,4 tỷ đô la, người sáng lập công ty đầu tư Troika Dialog Ruben Danjan 1,3 tỷ đô la, người sáng lập của công ty đầu tư DST Global Yuri Milner, 7,3 tỷ đô la. Ngoài ra, người sáng lập Revenue Nikolai Storonsky, 7,1 tỷ đô la, người sáng lập công ty năng lượng Areti Igor Makarov, 2,2 tỷ đô la và người sáng lập Tinkoff Group Oleg Tinkoff, 0,86 tỷ đô la, ước tính sau khi bán Tinkoff, cũng đã từ bỏ hộ chiếu Nga. Ở một diễn biến khác, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, người Nga đang gia tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ ở một số khu vực nhất định trong vùng chiến sự ở Ukraine. Theo ISW, các nhà phân tích chỉ ra rằng, trong hai tuần qua, các lực lượng Nga đã tăng cả số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ ở một số khu vực nhất định của mặt trận. Điều này phản ánh sự gia tăng đáng chú ý về số lượng các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. Các chuyên gia nói thêm rằng người Nga có thể tăng tốc độ chung của các hoạt động tấn công của họ ở Ukraine. Đáng chú ý, việc tăng cường các cuộc tấn công cơ giới của Nga thường trùng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn quy mô lớn và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine theo đó các chuyên gia nhận định rằng lực lượng nga có thể đã tăng cường tấn công phối hợp để gây áp lực buộc bộ chỉ huy ukraine phải khai triển các hệ thống phòng không cách xa tiền tuyến cho phép nga tăng cường hoạt động của không quân để hỗ trợ các hoạt động trên bộ một cách an toàn các nguồn tin ukraine tiếp tục cảnh báo rằng việc chậm trễ và trì hoãn gửi các hệ thống vũ khí mới của phương tây đến ukraine sẽ giảm thiểu những lợi thế hoạt động tiềm tàng mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng ukraine đồng thời cho phép nga tận dụng lợi thế để tiến lên Politico ngày 3 tháng 4 đưa tin, các nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine cũng đã nhấn mạnh rằng việc các hệ thống mới của phương Tây đến quá muộn và không đủ số lượng để có tác động tối đa đến hoạt động tác chiến chiến trường. Trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa hè, có nguy cơ đáng kể là tiền tuyến sẽ sụp đổ, nhiều thành phố sẽ rơi vào tay quân Nga. Theo đó, các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine từng phục vụ dưới quyền tướng Valery Zaluzhnyi, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng, bức tranh quân sự đối với Kyiv hiện thật u ám. Các sĩ quan Ukraine cho biết, nếu các gói viện trợ vũ khí của phương Tây không nhanh chóng được chuyển giao thì có nguy cơ lớn là tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào. Các tướng Nga quyết định tập trung tấn công Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều ngày qua cũng cảnh báo, nếu gói viện trợ hàng chục tỷ Mỹ Kim cho Ukraine không sớm được Quốc hội Mỹ phê duyệt, lực lượng của ông sẽ phải rút lui từng bước một và một số thành phố lớn có thể có nguy cơ thất thủ. Thưa quý vị, trong bối cảnh Nga đang ra sức tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người ở nước này phải sống trong cảnh cắt điện luân phiên, thì ở San Petersburg và khu vực xung quanh của Nga, hàng ngàn người đã bị mất điện vào sáng ngày 4 tháng 4 do tai nạn tại một trạm biến áp điện mà lực lượng an ninh xếp vào loại phá hoại. Vào ban đêm, cảnh sát nhận được báo cáo về âm thanh tương tự như vụ nổ ở khu vực cơ sở Roshchety, Leninnego, Pjsc, sau đó tại các ngôi nhà của người dân địa phương bị mất điện. Theo Baza, một phụ nữ đã gọi điện cho dịch vụ cấp cứu và thông báo về hai vụ nổ mạnh. Các camera đã ghi lại cảnh một người ngoài vào trạm biến áp trên đường ekaterininsky Probesker Fontaka đưa tin. Trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình. Cảnh sát tình báo đã đến hiện trường và phát hiện hai máy biến áp bị hư hỏng, thủng lỗ có đường kính 10 và 20 cm. Trong trường hợp này, một trong các máy biến áp không thể phục hồi được. Nguồn tin của Ria Novosti xác nhận rằng một vụ nổ đã xảy ra đã xảy ra tại trạm biến áp. Ông nói thêm rằng việc mất điện có thể là do tác động từ bên ngoài đến cơ sở hạ tầng năng lượng. FSB đã mở một vụ án hình sự về tội phá hoại. Hậu quả của vụ việc là cư dân của các quận Rasnovadensky, Kalininsky, Toksovo và Novodevikino ở vùng Leningrad, tổng cộng 12.000 người đã bị cắt điện chính quyền quận Grasno và Deski giải thích tai nạn là do chập điện ở trạm biến áp. Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev sau đó tuyên bố rằng các nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của San Petersburg là do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Vào tháng 2 năm 2024, một công dân Ukraine bị giam giữ tại một trạm phân phối khí đốt. FSB đưa tin các cơ quan đặc biệt của Ukraine đang lên kế hoạch phá hoại. Trước đó, cảnh sát giao thông và FSB đã nhiều lần bắt giữ những kẻ phá hoại trên đường ray ở vùng Leningrad vào tháng 4, tháng 5 và tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, quyết không gửi hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine, nhưng Đức vừa lên tiếng đáp lại lời kêu gọi của Kyiv để tăng cường phòng không cho nước này trong bối cảnh Nga không ngừng tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov và các thành phố khác của Ukraine. Một tuyên bố chung đề cập đến việc tăng cường phòng không cho Ukraine đã được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Đức anna Baerbock đưa ra sau cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine ở Brussels hôm 4 tháng 4. Tôi vừa nghe rõ ràng từ ông Dmytro Kuleba rằng Ukraine cần khẩn trương tăng cường phòng không. Bản thân tôi đã nhìn thấy ở Odessa và Kharkov, nhiều mạng sống đã được lực lượng phòng không cứu sống, chúng tôi cùng nhau kêu gọi các đối tác ở châu Âu và trên toàn thế giới khẩn cấp cung cấp bất cứ thứ gì họ có thể cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không cho nước này, ngoại trưởng Đức viết trên tài khoản X của mình. Trong một video, bà Bebock bảo đảm rằng quân đồng minh hiểu nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không của Ukraine và cũng nhận thấy dân thường Ukraine không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, Patriot phải được coi là hệ thống ưu tiên hàng đầu mà các đối tác có thể gửi đến Ukraine vì chúng có thể đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Cùng với Pháp, Đức dẫn đầu liên minh năng lực phòng thủ hỏa tiễn và phòng không tích hợp, một liên minh gồm khoảng 20 quốc gia đang giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không nhằm chống lại mối đe dọa hỏa tiễn và UAV từ Nga. Liên minh này được thành lập kể từ tháng 11 năm 2023. Cuối ngày 4 tháng 4 tại Bruxelles, ông Kuleba cũng đã nói chuyện với Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Thống kê Mỹ và yêu cầu Washington tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Ukraine tiếp nhận Patriot để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của nước này. Mặc dù vậy, chính phủ Đức cho đến nay vẫn quyết liệt từ chối cung cấp hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine, bất chấp ký nhiều lần khẩn cầu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29 tháng 3 nói thẳng rằng Berlin sẽ không cung cấp hỏa tiễn tầm xa mà Ukraine yêu cầu để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga, vì ông muốn ngăn chặn nguy cơ chiến tranh Nga-NATO. Là người đứng đầu chính phủ, tôi phải đảm nhận trách nhiệm của mình trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình, cũng như an ninh ở châu Âu, và điều đó cũng áp dụng cho vấn đề cung cấp hỏa tiễn Taurus. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh, tức là một cuộc chiến giữa Nga và NATO với mỗi lần cung cấp vũ khí, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận, thận ý nghĩa của nó trong bối cảnh này. Đó là lý do tại sao tôi quyết định theo cách tôi đã chọn, ông Châu nhấn mạnh. Kiev từ lâu đã kêu gọi Berlin cung cấp hỏa tiễn Taurus KEPD-350, một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của quân đội Đức để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga. Nặng 1,4 tấn, Taurus được máy bay chiến đấu bắn từ trên không, nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 1.126 km h và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Các quan chức Ukraine muốn hỏa tiễn Taurus để có thể tấn công các kho đạn của Nga phía sau chiến tuyến và tấn công các tuyến đường tiếp tế như cầu Kurt nối giữa Crimea và đất liền Nga. Nhưng Thủ tướng Đức Sâu đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối vì cung cấp vũ khí cho Kiev, đưa ra nhiều lý do khác nhau, từ lo ngại việc này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc xung đột, cho đến việc nó đi ngược lại nỗ lực của các thành viên NATO nhằm ngăn chặn cuộc chiến leo thang ở Ukraine. Bản thân Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng thừa nhận rằng, ông đã nhận được phản hồi khó chịu từ Berlin khi Kiev yêu cầu Đức cung cấp hỏa tiễn Taurus. Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đúng mức thì nó sẽ trở thành sự thật. Đó là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Phát xít Đức. Từ đó cho thấy sức mạnh to lớn của sự tuyên truyền. Một nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng Hòa cho biết hoạt động tuyên truyền của Nga do Điện Kremlin thúc đẩy đã lây nhiễm một phần cơ sở của đảng Cộng Hòa khi ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy gói quân sự quan trọng của Mỹ dành cho Ukraine sẽ được các nhà lập pháp Mỹ bỏ phiếu trong tháng này. Thật không may, tôi nghĩ rằng tuyên truyền về leo thang và chủ nghĩa dân tộc xét lại của Nga đã xâm nhập vào Hoa Kỳ và nó đã lây nhiễm phần lớn cơ sở đảng của tôi, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Đảng Cộng hòa Texas Michael McCaul nói với Fox News một đợt viện trợ quân sự kinh tế và nhân đạo mới cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ đô la đã bị quốc hội cài bẫy trong nhiều tháng qua do đấu đá nội bộ, gây lo ngại sâu sắc ở Kiev khi lực lượng Nga tiến về phía Tây và giành được lãnh thổ trong khi lực lượng Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dọc tiền tuyến. Viện trợ của Mỹ là xương sống của nguồn hỗ trợ chảy vào Ukraine nhằm duy trì nỗ lực chiến tranh chống lại Nga hiện đã vượt mốc 2 năm viện trợ từ các nguồn khác như một số quốc gia châu Âu bị lấn át bởi sự đóng góp của Mỹ và Nga đã huy động ngành công nghiệp quốc phòng của mình để tiếp tục cuộc chiến của mình. Chính quyền Biden đã cố gắng huy động được 300 triệu đô la viện trợ bổ sung cho Ukraine vào giữa tháng 3, nhưng tỏ ra thất vọng trước Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đang đình trệ gói viện trợ mới. Thư ký báo chí ngũ giác đại Pat Ryder nói với các phóng viên vào cuối tháng trước, Chúng tôi thực sự cần quốc hội thông qua ngân sách bổ sung, đó là con đường để bảo đảm Ukraine được sự hỗ trợ cần thiết và số lượng hỗ trợ cần thiết để tiếp tục cuộc chiến. Không có viện trợ, bức tranh giao tranh trong thời gian còn lại của năm thật thảm khốc. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Đảng Cộng hòa Texas Marco McCall nói, tôi phải giải thích cho họ điều gì đang bị đe dọa, tại sao Ukraine lại có lợi cho an ninh quốc gia của chúng tôi ông nói nếu ukraine sụp đổ điện kremlin sẽ quay sang các quốc gia láng giềng như moldova và georgia sau đó nhìn sang khu vực baltic ở sườn phía đông của nato áp lực từ những người theo chủ nghĩa biệt lập đã ngăn chặn tiến trình viện trợ tại hạ viện chủ tịch hạ viện đảng cộng hòa mike johnson đang phải đối mặt với vị trí bấp bênh của chính mình hiện được kỳ vọng sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc tài trợ cho ukraine khi quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ vào tuần tới ở một diễn biến khác, quan chức NATO nói các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu Nga của Ukraine có thể làm gián đoạn hơn 15% công suất, đe dọa nguồn doanh thu quan trọng của Moscow. Ngày càng ít cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng của Nga có thể an toàn trước nguy cơ tấn công, quan chức NATO giấu tên nói ngày 4 tháng 4. Các cuộc tập kích của Ukraine có thể đã làm gián đoạn hơn 10%, thậm chí hơn 15% công suất lọc dầu của Nga, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, quá trình khắc phục có thể mất khá nhiều thời gian, Nga và Ukraine đều sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng hoặc căn cứ quân sự quan trọng của nhau trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua. Kyiv tuyên bố tấn công nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, trong đó có những mục tiêu nằm sâu khoảng 1.000 km trong lãnh thổ Nga. Theo tính toán của Reuters, Nga đã mất khoảng 14% công suất lọc dầu vì phải ngừng hoạt động sau các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái. Bộ trưởng năng lượng Nga Nikolai Suginov cho biết các nhà máy lọc dầu Nga bị hư hại sẽ hoạt động bình thường trở lại vào đầu tháng 6 theo hãng tin Interfax. Doanh thu từ năng lượng được xem là nguồn quan trọng giúp bổ sung ngân khố cho Nga trong suốt cuộc xung đột theo giới quan sát. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng dân sự nước này trong những tuần gần đây. Cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga ngày 4 tháng 4 nhắm vào các tòa dân cư ở thành phố Kharkov cùng một cơ sở năng lượng lân cận, khiến một số người thiệt mạng và khiến 350.000 cư dân rơi vào cảnh mất điện. Quan chức NATO cho rằng Moscow có thể tăng cường các cuộc tấn công như vậy khi họ tìm cách làm suy giảm khả năng phòng không của Ukraine chúng tôi tin rằng họ có thể tăng cường tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái để gây áp lực và xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. do đó những hỗ trợ của chúng tôi để bảo vệ các cơ sở này rất quan trọng. quan chức NATO nói tại cuộc họp ngoại trưởng NATO ở Brussels ngày 4 tháng 4, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi liên minh viện trợ thêm hệ thống phòng không cho Kyiv để đối phó với Nga. quan chức NATO thêm rằng Nga đang huy động khoảng 30.000 người mỗi tháng để bù đắp tổn thất cho cuộc chiến. Dù duy trì lợi thế đáng kể trước Ukraine về đạn dược, nhân lực và trang thiết bị, quan chức này cho rằng Nga khó có thể đạt được bước đột phá lớn nào trước mắt. Họ không thể thực hiện được bất kỳ cuộc tấn công quan trọng nào nếu không có thêm cuộc huy động quy mô lớn khác, quan chức NATO nói. Thưa quý vị, động lực quốc tế ở cả hai bờ Đại Tây Dương đang tạo điều kiện cho Ukraine được hưởng lợi từ tài sản của Nga bị đóng băng do cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin. Hội nghị khôi phục công lý cho Ukraine ở The Hague hôm thứ Ba đã chứng kiến 44 quốc gia ủng hộ một tòa án đặc biệt để giải quyết hành vi gây hấn đang diễn ra của Moscow và ủng hộ động thái sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga bị tịch thu để giúp xây dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Với việc viện trợ quân sự tiếp tục của Mỹ dành cho Kyiv bị trì hoãn tại quốc hội trong bối cảnh cuộc tranh luận về cách châu Âu sẽ tài trợ cho các nỗ lực chiến tranh của mình, một loại vũ khí khác chống lại Nga có thể được khai triển để tận dụng khoảng 300 tỷ mỹ kim tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng ở phương Tây. Các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Moscow khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và bóp nghẹt doanh thu của nước này để tiến hành chiến tranh bao gồm nhắm vào tài sản của Nga, phần lớn bằng ngoại tệ, vàng và trái phiếu chính phủ. Khoảng 70% trong số đó trị giá 190 tỷ euro, tương đương 206 tỷ Mỹ Kim, được giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear của Bỉ. Nhưng có những lo ngại về việc liệu tịch thu toàn bộ tài sản có làm suy yếu danh tiếng của nơi này như một nơi đầu tư an toàn hay không. Stiherazet Rehman, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học George Washington ở Washington DC cho biết họ sẽ làm điều đó, họ chỉ cần tìm ra cách hợp pháp để thực hiện việc này. Khi Quốc hội thảo luận về dự luật viện trợ mới cho Ukraine, các cuộc đàm phán sẽ tăng cường về việc Ủy ban Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật tịch thu tới 8 tỷ Mỹ Kim tài sản thuộc chủ quyền của Nga, thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ để giúp tài trợ cho sự phục hồi của Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với Fox News rằng, đề xuất tịch thu tài sản của Nga có thể là câu trả lời của đảng Cộng hòa trước yêu cầu của chính quyền Biden về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Hội nghị La Hay tuần này cũng ủng hộ sổ đăng ký thiệt hại gây ra cho sự xâm lược của Liên bang Nga chống lại Ukraine, được Hội đồng châu Âu thành lập vào tháng 5 năm ngoái. Nó cho phép các nạn nhân trong cuộc chiến tranh của Nga ghi lại khoản bồi thường thiệt hại về tài sản. Đây sẽ là một phần của bất kỳ quá trình tái thiết nào và sau đó sẽ cho phép các đơn xin di dời cưỡng bức gây tổn hại đến tính mạng và bạo lực cũng như những thứ khác. Demiro Kiliba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ca ngợi sự tán thành ngày càng tăng của quốc tế đối với tòa án về tội ác xâm lược của Nga đối với Ukraine. Gwen Jodas, một luật sư người Anh hỗ trợ văn phòng tổng công tố Ukraine trong việc phân tích tội ác chống lại loài người, nói rằng việc đăng ký chỉ là bước khởi đầu của quá trình nhằm định lượng thiệt hại trên diện rộng và có hệ thống mà Nga đã gây ra ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng có hai kịch bản về cuộc chiến ở Ukraine có thể diễn ra như thế nào, tùy thuộc vào việc liệu các đồng minh NATO có thể đoàn kết để giúp đỡ Kyiv hay không. Ông Stoltenberg nói tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Ukraine-NATO rằng tình hình ở vùng chiến sự ở Ukraine là khó khăn. Lưu ý rằng Nga tiếp tục tiến dọc chiến tuyến và huy động quân đội. Hơn nữa, Nga sẵn sàng hy sinh nhân lực và vật chất để đạt được những lợi ích cận biên nhưng điều này rất nghiêm trọng về cơ bản có hai kịch bản có thể xảy ra một là các đồng minh nato có thể huy động thêm sự hỗ trợ và ukraine có thể giành lại được nhiều lãnh thổ hơn kịch bản còn lại là chúng ta không thể làm như vậy và có mối đe dọa thực sự là nga sẽ chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa và chúng ta sẽ ở vào tình thế còn nguy hiểm hơn ông tin rằng cách duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài cho ukraine là có lực lượng vũ trang ukraine hùng mạnh bởi vì đây là cách duy nhất để thuyết phục Tổng thống Putin rằng ông ấy sẽ không giành chiến thắng trên chiến trường. Và đó là cách duy nhất để thuyết phục ông ấy rằng ông ấy không phải ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được. Trong đó, Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Tôi thực sự tin tưởng điều đó là có thể, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Ông Stoltenberg cũng cho biết một số đồng minh đã hứa tại cuộc họp ở Bruxelles rằng họ sẽ xem xét kho dự trữ của mình để tìm thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, dữ liệu tình báo mà NATO thu được làm dấy lên nghi ngờ về khả năng các lực lượng Nga có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Thưa quý vị, theo thông tin mà The Strong Post vừa nhận được, ngày hôm nay 5 tháng 4 năm 2024, tức ngày thứ 771 của chiến sự Nga-Ukraine, lực lượng phòng vệ đã tấn công sân bay máy bay ném bom hạt nhân Nga lần thứ hai trong một tháng. Theo đó, Tổng đốc khu vực Roman Bushakrin cho biết vào sáng ngày 5 tháng 4, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở thành phố Angles thuộc vùng Saratov. Thống đốc viết trên kênh điện tính của mình, không có thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng do các mảnh vỡ rơi xuống. Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác. Ở Angles có căn cứ cho máy bay ném bom hạng nặng Tu-95 và Tu-22 được sử dụng để bắn phá lãnh thổ Ukraine bằng hỏa tiễn hành trình. Lần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về nỗ lực tấn công khu vực Saratov bằng máy bay không người lái vào ngày 20 tháng 3. Sau đó, 4 máy bay không người lái cũng bị phá hủy trên Angles. Chính thức thì không có thương vong hay tàn phá. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Angles hai lần vào cuối năm 2022. Để làm được điều này, họ đã sử dụng máy bay không người lái Tu-141 Swift, bay cách biên giới Ukraine 700 km và thực hiện các cuộc tấn công. Theo nhà báo Ukraine Vladimir Zotkin, do cuộc tấn công thứ hai, 5 máy bay ném bom Tu-95MS và một tháp điều khiển đã bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận thông tin này, nhưng thông báo có 3 quân nhân thiệt mạng. Cựu phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Inat cho biết, các cuộc tấn công vào Engels đã buộc Nga phải phân tán các máy bay ném bom chiến lược khỏi sân bay. Kênh điện tính Real War viết, từ 4 đến 6 máy bay ném bom đã được điều đến sân bay Ukraine ở vùng Amur. Ngoài vùng Saratov, vào đêm ngày 5 tháng 4, Ukraine đã tấn công các vùng Rostov, Kursk và Belgorod, cũng như lãnh thổ Krasnodar bằng máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực Kursk và Belgorod. 44 máy bay không người lái đã bị chặn ở Rostovskaya. Thống đốc Vasily Golubev cho biết vụ tấn công xảy ra ở quận Morozovsky trong khu vực. Hậu quả là trạm biến áp điện bị hư hỏng. Đồng thời, một sân bay quân sự đang hoạt động nằm cách Morozovsky 3 km về phía tây nam cũng bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở lãnh thổ Krasnodar. Đồng thời, kênh điện tính short viết về hơn 10 vụ nổ trên Yescar trong khu vực sân bay địa phương và trại quân sự, người đứng đầu quận Roman Public sau đó báo cáo rằng không có sự tàn phá nào sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thưa quý vị, phần lan thông báo đóng cửa biên giới trên bộ với Nga vô thời hạn, thêm một số cảng vào danh sách hạn chế tiếp nhận tàu thuyền. Dựa trên thông tin từ cơ quan chính quyền, tình trạng nhập cư như trước đây khả năng cao sẽ tái diễn và gia tăng. Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết hôm nay đề cập việc người di cư không giấy tờ từ Nga sang nước này. Phần Lan cuối năm ngoái đóng cửa hoàn toàn biên giới trên bộ với Nga, cho rằng Moscow cố tình tiếp nhận người di cư để gây áp lực lên Helsinki. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc, chính phủ Phần Lan hồi tháng 2 thông báo đóng cửa biên giới đến ngày 14 tháng 4. Giới chức Phần Lan coi đây là tình huống về lâu dài, chúng tôi chưa thấy yếu tố nào để kết luận tình hình đã có thay đổi. Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen nói, Do đó, quyết định đóng cửa sẽ duy trì miễn là chính phủ Phần Lan cảm thấy cần thiết. Phần Lan còn thông báo các cảng tại hai đảo Santio và Habas Sarari trên biển Baltic cùng cảng Nuziama ở một hồ chung biên giới với Nga sẽ đóng cửa với tàu thuyền giải trí từ ngày 15 tháng 4. Động thái nhằm tránh tình trạng nhập cư trái phép trong bối cảnh thời tiết dần ấm lên. Phần Lan và Nga có chung đường biên giới dài hơn 1.300 km trên bộ, nhưng trước đây có rất ít hoạt động của con người. Phần biên giới hai nước từng được ngăn cách bằng một hàng rào thấp, chủ yếu nhằm ngăn gia súc và vật nuôi đi lạc. Phần Lan từ tháng 4 năm 2023 bắt đầu dựng hàng rào an ninh bằng lưới thép có trang bị hệ thống giám sát. Ở biên giới với Nga, dự kiến tới cuối năm 2026, khoảng 200 km hàng rào sẽ được xây dựng tại những đoạn quan trọng nhất dọc biên giới hai nước trong một diễn biến sống chết mặt bay đúng nghĩa người dân ở khu vực bị tấn công bằng máy bay không người lái sâu nhất trên lãnh thổ nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở ukraine đã được cảnh báo rằng lực lượng phòng không có thể không thể bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công trong tương lai thay vào đó quan chức putin lại khuyên người nga tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow, cũng như các kho đạn và kho đạn trên khắp đất nước có liên quan đến nỗ lực chiến tranh. Chính quyền Nga đổ lỗi cho Ukraine về các vụ tấn công, điều mà Kyiv hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm. Trong vụ việc mới nhất, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Cộng hòa Tatarstan của Nga hôm thứ Ba được cho là đã tấn công các khu công nghiệp sản xuất máy bay không người lái Shahid do Iran thiết kế mà Moscow sử dụng rộng rãi trong cuộc xâm lược của mình. Phản ứng trước các cuộc tấn công, người đứng đầu Tatarstan Rustam Minikhanov dường như gợi ý rằng hệ thống thường bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên không có thể không giúp ích gì cho họ bạn không nên mong đợi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn sẽ hoạt động, nó giải quyết các nhiệm vụ khác. Ông nói trong bình luận được Đài châu Âu tự do đưa tin mà không nêu rõ các nhiệm vụ khác là gì. Ông nói thêm, hãy thức dậy đi các bạn, không ai sẽ bảo vệ chúng ta ngoài chính chúng ta. Đoạn video được chia sẻ trên các kênh Telegram dường như cho thấy khoảnh khắc một thiết bị gây ra một địa điểm cầu lửa khổng lồ ở Yelabuga, cách biên giới Nga với Ukraine hơn 900 dặm về phía đông và cách Moscow khoảng 600 dặm về phía đông một khu ký túc xá phức hợp được xây dựng cho nhân viên đặc khu kinh tế và sinh viên tại trường cao đẳng địa phương đã bị hư hại. Nó nằm cách xưởng lắp ráp máy bay không người lái vài trăm mét. Được biết, cũng có một cuộc đình công nhằm vào một đơn vị lọc dầu ở Nisnerkamsk. Công suất hàng năm của nhà máy là 8 triệu tấn dầu, chiếm 2,6% tổng công suất lọc dầu hàng năm của Nga. Các mục tiêu dầu mỏ ở Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng gần đây. Hãng tin độc lập tiếng Nga Veska cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất có nghĩa là vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương của Nga đã mở rộng thêm 195.000 km2 lên 1 triệu 350.000 km2. Khu vực này rộng hơn 520 dặm vuông, gần bằng diện tích của Alaska và bao gồm 7 thành phố có dân số hơn 1 triệu người. Tiếp đó, Thống đốc Vasily Golubev tuyên bố vào rạng sáng ngày 5 tháng 4 rằng một cuộc tấn công lớn nhằm vào sân bay quân sự ở tỉnh Rostov của Nga đã làm hư hại một trạm biến áp ở quận Morozovsky. Theo Golubev, các đơn vị phòng không của Nga đã chặn hơn 40 máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào một sân bay quân sự ở quận Morozovsky của tỉnh Rostov. Golubev cũng cho biết các công nhân đang cố gắng khôi phục nguồn điện tại trạm biến áp bị hư hỏng. Không có thương vong nào được báo cáo tờ Kyiv Independent không thể xác minh độc lập những tuyên bố của Golubev tại thời điểm xuất bản. Quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga trong những tuần gần đây. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa sản xuất trong nước để tấn công thành công các nhà máy lọc dầu và cơ sở vũ khí, khiến Nga phải tuyên bố tăng cường nỗ lực phòng không ở những khu vực này. Golubev ngày 25 tháng 3 tuyên bố rằng một trạm biến áp tại nhà máy điện quận Novochesk ở tỉnh Rostov đã bốc cháy trong đêm, sau báo cáo của người dân địa phương về vụ nổ trong khu vực trong bối cảnh bị cáo buộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong một diễn biến khác, thưa quý vị, quân đội Ukraine đang nỗ lực suốt ngày đêm để xây dựng các công sự phòng thủ nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga khi cuộc chiến giữa hai nước bước sang tháng thứ 26. Chính phủ Ukraine đã phân bổ 509 triệu đô la Mỹ trong năm nay để củng cố cả khu vực biên giới và tiền tuyến ở phía đông và phía nam nước này. Ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denis Mayo hứa sẽ cung cấp thêm 142 triệu đô la Mỹ. Ở vùng Chernihiv phía bắc thủ đô Kyiv, hàng chục công nhân Ukraine đã lắp đặt rào thép, cột và tấm ni lông dọc theo tường hào, trong khi một máy đào dọn đất gần đó. Xa hơn một chút về phía trước là một tuyến khác được tạo thành từ răng rồng. Những chướng ngại vật hình kim tự tháp để ngăn chặn khí tài quân sự, nhà thầu Yuri Ilyashev nói, mô tả về phòng tuyến ba lớp và xa hơn nữa là hào chúng tăng rất sâu và rất rộng dài hàng trăm mét. Với việc các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở phía đông và nguồn viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ bị cản trở bởi sự phản kháng của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội trong nhiều tháng thì độ cấp bách đã tăng lên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mới vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè này. Ông Oleksiy Kuliba, phó chánh văn phòng tổng thống, nói với Reuters rằng Ukraine đã dựng lên 100.000 răng rồng như một phần của hệ thống phòng thủ trải dài 2.000 km nhằm tạo điều kiện cho những bước tiến trong tương lai. Ở vùng Zaporizhia phía đông nam, một trong những khu vực tiền tuyến nóng nhất, việc xây dựng công sự cũng diễn ra suốt ngày đêm. Các máy bay không người lái của Nga liên tục bay qua chúng tôi, Maxim, một kỹ sư và thanh tra xây dựng cho biết. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng, không còn cách nào khác. Chuyển sang những diễn biến ở chiến trường Trung Đông, theo đại sứ quán Nga tại Tel Aviv, hàng nghìn công dân Nga sống ở Israel và mang hai quốc tịch đã gia nhập lực lượng phòng vệ Israel IDF để tham gia xung đột ở Gaza. RT của Nga ngày 4 tháng 4 đưa tin cho đến nay đã có 9 công dân Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel Hamas. Theo báo cáo thương vong mới nhất của IDF ngày 4 tháng 4, có 256 binh sĩ thuộc lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Gaza tính từ ngày 27 tháng 10 năm 2023 khi chiến dịch trên bộ được khai triển. Trong cùng quãng thời gian, đã có 1.549 binh sĩ bị thương, trong đó 318 người bị thương nặng. Những trường hợp hy sinh gần đây nhất được IDF ghi nhận là vào ngày 31 tháng 3. Theo cơ quan y tế Gaza, đã có 33.000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong một diễn biến khác cùng ngày 4 tháng 4, hãng TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, đại sứ Israel tại Nga Simona Hanperin tán thành rằng cần phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột Israel-Hamas và IDF cũng nên có quan điểm này. Theo Bộ Khẩn cấp Nga, tính đến ngày 27 tháng 3, nước này đã chuyển trên 480 tấn thực phẩm, thuốc men, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác đến Gaza kể từ khi khai triển sứ mệnh nhân đạo tại giải đất này. Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao của NATO bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh tại Brussels đã cho rằng nếu không có sự huy động lớn, Nga sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công quy mô lớn nào ở Ukraine. Quân đội Nga vẫn chưa có đủ đạn dược và các đơn vị cơ động cho việc này. Đại diện NATO tin rằng rất có thể họ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm làm hao mòn lực lượng vũ trang Ukraine. Theo dữ liệu tin báo của NATO, bộ chỉ huy địa phương của quân đội Nga vẫn không thể tổ chức các hoạt động phức tạp trên thực địa và không còn khả năng duy trì tinh thần của quân nhân. Tuy nhiên, Nga vẫn có lợi thế đáng kể so với Ukraine về nhân lực, số lượng đạn dược và trang thiết bị. Đồng thời, NATO hiện không thấy dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Nga đang chuẩn bị huy động quy mô lớn. Tình báo phương Tây tin rằng Tổng thống Vladimir Putin hiện có nhiều vấn đề khác trong nước mà ông ấy đang giải quyết. Nguồn tin cho biết hiện tại chính quyền Nga muốn hạn chế thực hiện chiến dịch tòng quân thường xuyên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư ngày 3 tháng 4 cho biết Liên bang Nga muốn huy động thêm 300.000 người trước ngày 1 tháng 6. Vào cuối tháng 3, Veska đã viết về điều tương tự, theo ấn phẩm, chính quyền Nga có ý định huy động ít nhất 300.000 công dân để tiến hành một chiến dịch tấn công vào Kharkov. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov kêu gọi không tin các báo cáo về việc huy động bổ sung đang được chuẩn bị ở Nga, gọi chúng là không đúng sự thật. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, Peskov cũng đã bình luận về thông tin về việc huy động đang được chuẩn bị ở Liên bang Nga vào thời điểm đó, cho biết chính quyền Nga không có kế hoạch thực hiện việc này. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 9 năm 2022, Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu huy động trong nước. Ở một diễn biến liên quan, Ukraine đang chạy đua với thời gian để xây dựng hàng ngàn km phòng tuyến trước đà tiến nhanh chóng của Nga trong vài tháng qua. Theo Reuters, Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm để xây dựng các công sự phòng thủ nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến thêm khi cuộc chiến giữa hai nước đã bước sang tháng thứ 26 chính phủ Ukraine đã phân bổ 509 triệu Mỹ Kim trong năm nay để củng cố cả biên giới với Nga và khu vực tiền tuyến ở mặt trận miền Đông và miền Nam. Thủ tướng Ukraine Denis Mayhol hồi đầu tuần cam kết sẽ cấp thêm 142 triệu Mỹ Kim cho nỗ lực phòng thủ. Tại vùng Chernihiv phía bắc thủ đô Kyiv, hàng chục công nhân Ukraine đã tăng tốc xây dựng các đường hào vào cuối tháng trước, trong khi một máy đào đang dọn đất gần đó. Xa hơn một chút về phía trước là một tuyến khác được tạo thành từ răng rồng, những chứng ngại vật bằng bê tông hình kim tự tháp để ngăn chặn vũ khí quân sự. Nhà thầu Yuri Ilyashev nói mô tả hệ thống phòng thủ ba lớp của Kyiv. Xa hơn nữa có hào chống tăng, rất sâu và rất rộng, dài hàng trăm mét, ông giải thích với việc các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở phía đông và viện trợ quân sự quan trọng của phương Tây nhỏ giọt trong thời gian qua, Ukraine nhận thấy sự cấp bách trong việc gia tăng phòng thủ. Oleksiy Kuleba, phó giám đốc văn phòng tổng thống Ukraine, người giám sát các công sự, nói với Reuters rằng Ukraine đã đặt 100.000 răng rồng như một phần của hệ thống phòng thủ trải dài 2.000 km. Tại vùng Zaporizhia ở Đông Nam, một trong những khu vực tiền tuyến nóng nhất, công việc diễn ra suốt ngày đêm. Maxim, một kỹ sư và thanh tra xây dựng cho biết, các máy bay không người lái của Nga liên tục bay qua chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng, không còn cách nào khác. Trong khi chính trường Mỹ đang bị làm cho nhiễu loạn bởi hai nhóm người, một bên theo chủ nghĩa biệt lập, còn bên kia là cấp tiến, dẫn đến viện trợ cho Ukraina bị đóng băng suốt 6 tháng này, thì cũng là lúc châu Âu bắt đầu trỗi dậy trong việc tự chủ chiến lược. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, các nước thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định thành lập một sứ mệnh chung về Ukraine. Phát biểu trước các phóng viên ngày 4 tháng 4, ông Sikorsky giải thích, sứ mệnh mới không đồng nghĩa chúng tôi đang tham gia vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Động thái cho thấy chúng tôi sẽ có thể sử dụng khả năng điều phối, huấn luyện và lập kế hoạch của NATO để hỗ trợ Ukraine theo cách phối hợp hơn. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, Kyiv hiện không yêu cầu liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này đưa lính chiến đấu tới Ukraine, mà chỉ đề nghị được cấp thêm vũ khí và đạn dược. Theo ông, NATO hiện chỉ viện trợ và không có bất kỳ kế hoạch nào về triển khai binh sĩ tới Ukraine, nên liên minh không phải là bên tham gia xung đột. Ông Sotenberg cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Quân Đồng minh Tối cao châu Âu SACEUR của NATO đang nghiên cứu đề xuất tăng cường vai trò điều phối trợ giúp an ninh của khối ở Ukraine. Ông cũng nêu hai kịch bản về diễn biến giao tranh ở quốc gia Đông Âu này về cơ bản có hai kịch bản có thể xảy ra, một là các đồng minh NATO có thể huy động thêm sự hỗ trợ và Kyiv có thể lấy lại được nhiều lãnh thổ hơn, hai là chúng ta không thể làm như vậy và sau đó là một mối nguy thực sự khi Nga sẽ thu tóm kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn nữa, lãnh đạo NATO nói. Moscow đã nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kyiv sẽ cản trở tiến trình hòa bình và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quả quyết, bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng Moscow. Chuyển sang những diễn biến ở chiến trường Trung Đông, thủ lĩnh nhóm Houthi là Ansa Al Ala Andul Malik al-Houthi cho biết có tới 37 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi các mục tiêu của lực lượng này ở Yemen bị Mỹ và Anh không kích 3 tháng qua. Theo đài Sputnik ngày 5 tháng 4, ông al-Houthi nói trên đài truyền hình Al-Mashira, Mỹ và Anh đã thực hiện 424 cuộc không kích và pháo kích từ biển trong 3 tháng, hậu quả là 37 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Theo ông Anh Houthi, Mỹ và Anh đã bất lực trong ngăn chặn hoặc hạn chế các hoạt động và lực lượng ở Yemen đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Houthi đã thực hiện 34 hoạt động chống Mỹ, Anh và Israel chỉ trong một tháng, bắn 125 hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái. Tổng số tàu bị tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden đã lên tới 90 kể từ khi Houthi bắt đầu các hoạt động trên Biển Đỏ nhằm thể hiện ủng hộ người Palestine ở giải Gaza. Vào tuần trước, ông Al Houthi cho biết phong trào này đã tấn công 86 tàu liên quan Israel, Mỹ và Anh kể từ tháng 11 năm 2023. Houthi từng tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel cho đến khi nước này dừng các hoạt động quân sự ở giải Gaza. Sau đó, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu công bố một hoạt động đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Các lực lượng của Mỹ và Anh đã tấn công các vị trí của Houthi nhiều lần nhằm làm suy giảm khả năng của nhóm này trong tấn công tàu thương mại. Trong khi đó, ngày 3 tháng 4, đặc phái viên Mỹ tại Yemen Timothy Lederkin nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đang gây tổn hại cho người dân Yemen, cản trở hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở giải Gaza, cũng như làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 3 tháng 4 ở Muscat sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Oman Sayyid Ba al Bushaidi, ông Lederkin nói rằng các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi là hành động liều lĩnh và bừa bãi theo ông King, các hoạt động này đang gây tổn hại cho cả người dân yemen và những người dân thường palestine ở gaza không chỉ hoạt động vận tải quốc tế qua kênh đào suez của ai cập hứng chịu tác động nghiêm trọng mà hoạt động tại cảng hodeida của yemen cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề khi dòng hàng hóa thiết yếu vào quốc gia trung đông này bị cản trở Ông Lenderkin cho rằng, các hoạt động quân sự đang diễn ra ở khu vực Biển Đỏ đang làm gián đoạn các ngành ở Yemen, đặc biệt là nghề đánh bắt cá, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Ông Lenderkin nhấn mạnh, Houthi phải dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ để chúng tôi có thể tập trung quay trở lại tiến trình hòa bình của Yemen, cũng như chuyển sự chú ý sang Palestine và giải pháp hai nhà nước. Bên cạnh đó, giới chức Israel phá âm mưu sát hại Bộ trưởng An ninh Ben Gavi, bắt 11 người nghi liên quan. Shin Bet triệt phá một nhóm đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công ở Israel, đáng chú ý là nhằm vào Bộ trưởng Itamar Ben Gavi. Cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet cho biết hôm nay thêm rằng đã bắt 11 nghi phạm. Theo Shin Bet, các nghi phạm âm mưu dùng súng chống tăng để sát hại ông Ben Gavir, Chúng còn định tấn công một số căn cứ quân sự, sân bay Ben Gurion và văn phòng chính quyền Israel ở Jerusalem. Xin bé bổ sung, ông Ben Gurion được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel vào tháng 12 năm 2022 và là người mang tư tưởng cực hữu. Ông từng kêu gọi Israel kiểm soát giải Gaza và trục xuất người Palestine khỏi vùng đất này. Ông cũng đe dọa sẽ hạ bệ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu quá mềm mỏng với Hamas. Tháng 2, ông Ben Gurvier từng bị chỉ trích vô ơn khi nói rằng cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý xung đột Gaza gây bất lợi cho Tel Aviv. Tạm rời xa chiến trường Nga-Ukraine để đến với mặt trận Trung Đông ngày càng tăng nhiệt, Thưa quý vị, như The Saigon Post đã đề cập trước đó, thì theo CIA, vào ngày 4 tháng 4 đã cho hay Iran có thể sẽ trực tiếp bắn thẳng hỏa tiễn từ lãnh thổ nước này nhằm vào Israel trong 48 giờ tới để trả đũa vụ tướng cấp cao thiệt mạng. Về phần mình, quân đội Israel trong ngày 4 tháng 4 đã tạm dừng các đợt nghỉ phép của tất cả các đơn vị chiến đấu do lo ngại bạo lực leo thang. Dựa trên đánh giá tình hình, chúng tôi quyết định tạm dừng nghỉ phép đối với các đơn vị chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố. IDF đang trong tình trạng chiến tranh và việc triển khai lực lượng đang được đánh giá liên tục theo yêu cầu. Trong ngày 3 tháng 4, quân đội Israel thông báo họ đã điều động lực lượng dự bị để tăng cường phòng thủ trên không. Phóng viên của Reuters ghi nhận dịch vụ GPS tại Israel trong ngày 4 tháng 4 đã bị gián đoạn, một biện pháp được cho là nhằm ngăn chặn hỏa tiện dẫn đường. Theo hãng thông tấn Mer, quân đội Israel cũng đang xem xét mở lại các nơi trú ẩn ở Tel Aviv để đề phòng một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái cảm tử từ Iran. Tờ Guardian cho biết thêm rằng toàn bộ quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo tờ Times of Israel, các dự đoán cho thấy Iran có thể sẽ trực tiếp ra mặt và phát động tấn công Israel từ lãnh thổ của nước này, thay vì thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Iraq và Yemen. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Job Galen cho biết IDF đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Theo kênh tin tức Channel 12 của Israel, Tel Aviv có thể sẽ để cho vòng xung đột kết thúc nếu Iran đáp trả thông qua lực lượng ủy nhiệm, ví dụ để Hezbollah tấn công hỏa tiễn Israel. Tuy nhiên, trong trường hợp Iran phát động tấn công từ chính lãnh thổ nước này, IDF sẽ buộc phải tiến hành một cuộc trả đũa đáng kể để căng thẳng giữa hai phía ngày càng gia tăng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Iran bắn thẳng vào Israel, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel Amos Yadlin cho hay. Ông nói rằng, cuộc tấn công hỏa tiễn do Iran phát động vào tháng 1 vừa qua nhằm vào Pakistan đã tạo tiền lệ cho hành động tương tự. Tờ Asa AZ, Azerbaijan dẫn lời chuyên gia quân sự Yadiyot Aharonot nhận định, Iran sẽ trả đũa Israel trong 48 giờ tới và có thể huy động một lượng lớn hỏa tiễn cùng máy bay không người lái trong đợt tấn công đầu tiên cũng theo ông Ahadonas, quân đội Iran đang trong quá trình chuẩn bị cho các hành động quân sự. Trong khi đó, một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với Times of Israel rằng Iran đang phải đối mặt với câu hỏi hóc búa là làm thế nào để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự của Israel trong khi khó tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện. Iran đang cố gắng điều chỉnh hành động của mình nhằm thể hiện rằng họ phản ứng nhanh nhưng không leo thang. Nguồn tin cho hay, đồng thời nhận định Tehran có thể nhắm vào chính quyền Israel, các đại sứ quán Israel hoặc cơ sở của người Do Thái ở nước ngoài. Elias Abrams, chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng quan hệ đối ngoại của Mỹ nhận định, Iran không muốn một cuộc chiến toàn diện với Israel, nhưng có thể nhắm vào lợi ích của trào Lviv. Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Biden nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Mỹ có tiếp tục hỗ trợ Israel hay không phụ thuộc vào hành động của Tel Aviv với dân thường Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 4 kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố và thực hiện loạt biện pháp cụ thể và thiết thực để giảm thiểu tổn hại cho dân thường, tổn thất về nhân đạo và bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ. Ông Biden cũng nói rõ rằng chính sách của Mỹ đối với Gaza và Israel sẽ được xác định dựa trên đánh giá của chúng tôi về việc Tel Aviv có nhanh chóng thực hiện những bước đi đó hay không. Đây được cho là lần đầu tiên Tổng thống Biden đề xuất điều kiện đối với Israel kể từ khi xung đột ở giải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm ngoái. Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Israel diễn ra sau cuộc tập kích của Tel Aviv vào đoàn xe cứu trợ, khiến 7 nhân viên thiệt mạng và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng quốc tế. Ông Biden nói với ông Netanyahu rằng những cuộc tập kích nhân viên cứu trợ và tình hình nhân đạo của giải Gaza là không thể chấp nhận được. Tuyên bố của Tàu Bạch Ốc về cuộc điện đàm cũng nêu rõ, ông Biden nhấn mạnh lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết để ổn định và cải thiện tình hình nhân đạo, bảo vệ dân thường vô tội. Ông kêu gọi Thủ tướng Israel trao quyền cho các nhà đàm phán nước này ký kết thỏa thuận ngay lập tức để đưa con tin về nhà. Qatar đang dẫn đầu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời ở giải Gaza, trong đó có điều khoản trả tự do cho những con tin mà Hamas đã bắt cóc trong cuộc tập kích miền Nam Israel hồi đầu tháng 10 năm 2023. Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn và hy vọng nó cuối cùng sẽ dẫn tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Tổng thống Biden ngày càng tỏ ra thất vọng và mất kiên nhẫn với ông Netanyahu liên quan tới xung đột ở giải Gaza nhưng trong những tháng qua vẫn kiên quyết bảo vệ quyền đáp trả của Israel với Hamas. Bất chấp những áp lực từ phe cánh tả của đảng Dân Chủ, chính quyền ông Biden đã cung cấp nhiều viện trợ quân sự trị giá hàng triệu Mỹ Kim cho Israel trong thời gian qua. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới trên The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.